Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Nguyễn Trần Cấp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hướng dẫn dùng sâm ngọc linh ngâm rượu. Rượu sâm ngọc linh là loại rượu có tác dụng tốt cho thể lực, chức năng sinh lý của cả nam và nữ và còn có khả năng kích thích tiêu hóa, bồi bổ cơ thể rất tốt. Vì vậy, nhiều người rất muốn biết cách ngâm rượu sâm ngọc linh đúng chuẩn là như thế nào. Việc ngâm rượu sâm ngọc linh cần phải tuân theo một quy trình đúng chuẩn mới có thể mang lại tác dụng đúng cho người dùng. Nguyên liệu để ngâm rượu sâm ngọc linh: lựa chọn sâm tươi, đẹp mắt, tuổi đời càng cao càng tốt. Bình thủy tinh trong, kiểu dáng tùy thích nhưng phải đảm bảo về chiều dài vừa vặn với củ sâm ngọc linh, như vậy mới có giá trị trưng bày cao. Cứ 100 đến 120 gram sâm ngọc linh tươi tương ứng với 1 lít rượu trắng ngon. Cách ngâm rượu sâm ngọc linh đúng chuẩn: sơ chế sâm ngọc linh, rửa sạch đất và dùng bàn chải mềm cọ cho củ sâm ngọc linh sáng lên. Dùng khăn mềm thấm khô để ráo sau 30 phút thì có thể cho vào bình thủy tinh thuận theo chiều dọc của củ sâm. Chọn rượu ngâm sâm. Chọn rượu là bước không thể bỏ qua trong quy trình ngâm rượu sâm ngọc linh đúng chuẩn. Bạn phải chọn loại rượu trắng ngon từ 35 đến 39 độ là phù hợp nhất. Cách ngâm rượu sâm ngọc linh: sau khi cho củ sâm vào bình thủy tinh thì đổ rượu vào cho ngập sâm. Chỉnh lại dáng sâm cho đẹp, đậy nắp kính để ở nơi thoáng mát trong 3 tháng là dùng được. Lưu ý khi ngâm rượu sâm ngọc linh dùng để ngâm rượu càng tươi và càng nhiều năm tuổi càng tốt, vì sâm nhiều năm tuổi có tinh chất quý hiếm của nó phát huy công dụng mạnh hơn các loại sâm ít tuổi hơn. Cứ mỗi 15 đến 20 ngày, cần kiểm tra bình rượu sâm ngọc linh một lần. Nếu lắc đều bình, thấy tiếng kêu không giòn, có nghĩa là độ ẩm quá cao, cần tiến hành thay chất hút ẩm mới. Lưu ý, liều lượng mỗi ngày dùng không quá 100ml, dùng trong mọi bữa ăn để tăng cường sức khỏe. Dùng vào buổi tối sẽ có tác dụng kích thích ham muốn cho cả nam và nữ. Tuy nhiên, không được dùng cho những đối tượng bị lạnh bụng, tiêu chảy, ăn không tiêu, bụng chướng, người cao huyết áp, mất ngủ, người đang dùng thuốc Tây y cũng không nên dùng. Bạn có thể tham khảo và ghi nhớ cách ngâm rượu và liều dùng cũng như đối tượng sử dụng rượu sâm ngọc linh để dùng phù hợp và có hiệu quả nhất nhé. Giới khoa học trên thế giới hoàn toàn ngạc nhiên bởi sâm ngọc linh của Việt Nam. Niềm tự hào to lớn của nền y dược Việt Nam chính thức được phát hiện vào năm 1973 tại các hội nghị, hội thảo quốc tế, và các nhà khoa học đánh giá đây là một trong những loại sâm quý nhất thế giới, vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, v.v. Sâm ngọc linh chứa 20 nguyên tố vi lượng, 17 loại axit amin, 52 loại saponin, gấp 2 lần sâm Mỹ, gấp 3 lần sâm Triều Tiên, 26 loại có cấu trúc riêng biệt, 7 loại polyacetylene, các axit béo linoleic, oleic, palmitic, stearic, v.v., vitamin, docosterin, glucid và 0,1% là tinh dầu. Và lẽ dĩ nhiên, giới chuyên môn và chính phủ nước ta cũng đặc biệt xem trọng. Tiến sĩ Trần Lập Công, bác sĩ cao cấp Viện Y học Cổ truyền đã cho biết sâm này có tác dụng nâng cao khả năng miễn dịch, bồi bổ khí lực, hiệu quả cao hơn nhân sâm nhiều lần, đồng thời sử dụng thường xuyên sẽ đem lại khả năng thích nghi tốt trước những thay đổi bất lợi của môi trường. Tiến sĩ Nguyễn Thới Nhâm, Giám đốc Trung tâm Sâm Việt Nam đã nghiên cứu và công bố trong thân và rễ của sâm Việt Nam chứa 52 loại saponin triterpen có tính kháng ung thư, kháng khuẩn. Theo Viện Dược liệu Trung ương, sâm ngọc linh nằm trong danh sách những loại thảo dược có tác dụng cực tốt, cần được bảo tồn và phát triển. Trong năm 2018 đã mở ra Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu và Phát triển sâm ngọc linh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá đây là một trong những loại quốc bảo cần được bảo tồn và phát triển thành thương hiệu quốc gia. Cảnh báo sâm ngọc linh trá hình lừa bịp người tiêu dùng. Loại sâm quý này có giá trị rất cao và quý hiếm nên dễ bị những đối tượng lợi dụng các thủ đoạn để qua mắt những khách hàng. Người mua vẫn chưa biết qua sâm ngọc linh, không thể phân biệt thật hay giả. Mua qua cá nhân không rõ ràng từ những người tự nhận mình rất rành về sâm. Mua phải sâm giả, tỷ lệ làm giả sâm ngọc linh rất cao, các cơ quan chức năng cũng đã triệt phá được những đường dây này. Mua phải sâm nối, người bán dùng những củ sâm ít tuổi nối lại với nhau để tăng giá trị và trọng lượng. Mua phải sâm nhét chì, thủ đoạn dùng những viên chì nhét vào giữa lõi sâm, hòng làm tăng trọng lượng khi bán. Do vậy, để tránh tình trạng phải bỏ ra một số tiền lớn nhưng nhận lại giá trị không tương xứng, tiền mất tật mang ảnh hưởng đến sức khỏe, bạn cần tìm một công ty cung cấp uy tín nhiều năm, cam kết về chất lượng, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ. Uy tín đến từ sự chuyên nghiệp và tận tâm.
Chúng tôi thấu hiểu sự khó khăn của khách hàng khi phải chọn một số cơ sở uy tín để mua sâm Ngọc Linh. Nguyễn Trần Cóp luôn đặt uy tín và sức khỏe của khách hàng là tiêu chí kinh doanh. Sâm Ngọc Linh được trao đến tận tay bạn với cam kết sâm Ngọc Linh 100% sâm thật kèm giấy kiểm định, có nguồn gốc rõ ràng, cam kết chất lượng tốt. Sâm đủ tuổi có thành phần dược tính cao, được tuyển chọn từ những dược sĩ giàu kinh nghiệm, bảo quản cẩn thận để đảm bảo giá trị vẫn giữ được trọn vẹn, dịch vụ giao hàng tận nhà và thanh toán trực tiếp trên toàn quốc. Bên trên là những thông tin cơ bản về sâm Ngọc Linh và cách ngâm rượu sâm Ngọc Linh đúng chuẩn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.